OK, sau đây hàn chụp nè vú ấy là nhóm mà vú và lên nè, lên ra lên fix lên sợi chắc hay về chỉ lên chắc mối gặp kho video phong hay là phụ fix phong mà dễ lắm về là bộ fix hay được đăng giá quay và đi ai bị ai đi liền ngay đi rồi vì lên này nhóm đẹp ngày môn bài gì mà hai môn là lên tam sắp đẹp rồi trầm ở trong chạy lệch phát ra rồi đằng hà mình bằng trong phở lên nó về thọ tới lỗ hay mình bằng trong nơi tập phở về thì đây là bốn phở về nó smooth lên phở về nó smooth nó zoom phở về nó focus phở về focus phở về miền đa sôn đa môi chạy phèm nó về một vài với bạn chẳng ai đây nó lên đẹp thọ họ tập với cái tạm bên bị đào nó gây vô họ từ cái đấy đạo được bên đạo một Sony một bộ mirrorless nhóm thở đắng mớ cái sàn còn mà là sàn kèm nó còn còn từ có còn từ tối là cái mớ rồi thì tiếp phần đắng thì bây giờ đi thọt một mirrorless làm bộ Sony bộ ấy nó đã tới thời một đã mất đạn tới giờ sao nhóm đạn nó nhóm bây giờ đạn tơ không biết đạn đạn tới giờ bên tới việc thử xong đà để hay sản macro macro nhóm còn là cho chờ bên trong viên ít tiền cho lớn hay mua rồi việc cả nắng vì ai họ là đầy nhóm một vài phần này cái macro có chất ban rồi anh nâng như cái thọt một thụ họ được lấy ọt miền bàn đi bàn phục khởi bàn đi ọt đầy với phục khởi mạch bàn thò đánh giống mà sao mà phì vì ọt miền memory mùi chết mờ nó ngâm lịch vô mà nó một nẹ thò đó OK, đây tới tam bên lên nó nập về xuống nập về bên mà đội chiên mà đội kém bên chấp tam và là sao mà phì vì vậy chắc đấy là đang để chi phanh hàn tích đấy và sắp một phây buôn ai sẽ làm một phây vì sao phèm đó chất sấp đó bài sấp là đang ok chẳng về nơi chúng bạn từng ở đây chẳng đây còn là đi lên đi việc ban là macro muối hay là verify mid mid sắp để song ta là thọ là mấy chẳng đó thì vậy còn nắng về ai thì gọi là mơ là cái trọng như thế nữa chạm mơ chạm chụp nia là gọi vậy bye bye.